kiện cho tất cả anh em của chúng tôi vì đeo chùa chương trình lễ tân hôn. Thì một lần bắt trường thay mặt cho tiệc cưới Thanh Nhàn cũng rất là cảm ơn, rất là mong sự ủng hộ, sự đóng góp của tất cả quý vị để tiệc cưới Thanh Nhàn của chúng tôi càng ngày càng tốt hơn. Thay mặt tiệc cưới Thanh Nhàn, xin chúc cho quý vị của chúng ta có một buổi tiệc ngon miệng và chúc đôi tương lai và tân gia nhân chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Vâng, và trở lại chương trình văn nghệ giao lưu thì trong lúc chờ đợi quý vị chúng ta cùng đăng ký thì bắt trường sẽ đến tất cả quý vị chúng ta với một sản phẩm được mang tên Miền Tây, hẹn gặp cùng nghe.
bao lần mái vàng chỗ đây bóng bóng nghe vai nào thư tình anh chọn trao em xuân sang bao lần mái vàng chỗ đây bóng bóng nghe vai nào thư tình anh chọn trao. Tiếp tục chương trình là chú Chính sẽ đến chúng ta bài hát được mang tên Quê Em Tháp Mười. Chúc kết bạn Zalo mình á, mình gửi cái video qua cho. Bác Trường sẽ đến tất cả quý vị chúng ta với một bài hát. Vâng, xin mời anh Tiến hát gọi tới luôn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng ngần ấy năm trôi ngạt nhỏ đôi môi giờ thì đầm màu tình lên ngôi. Thanh và Trang Thanh ở xã Long Thạnh, huyện Phú Hòa, tỉnh Long An. Đây là đám cưới miền quê các bạn, miền quê của đập miền Tây. Rước dâu về, rước dâu về nha. Vô mấy anh em ơi. Dạ, 1, 2, 3. Vô. Anh quay 2, 3, 8 gì anh? Quay 2, 3, 8 gì? Quay cái gì cái này quay hả? Quay đang quay phim. Đang quay phim. Đây vô. Vô. 2, 3 vô. Ở nhà lễ phép với vợ quen rồi, đi ra ngoài đường phải lễ phép với bạn bè. Đây là hai anh em mình hôm nay là 5 năm mới gặp ta. Đám cưới trong nhà em hồi nãy giờ đó. Rồi là bây giờ là làm đi ha. Đây mình quay lại, mình quay mình luôn, mình khỏi mượn người khác quay. Đây là làm lễ nha, rước dâu về làm lễ. Mắt hận má lớn. Thì trước khi cho bà lễ cha mẹ hiện tại thì bây giờ các hai con rất vui mừng cha mẹ được người con cha mẹ cha mẹ để mừng cho ba mẹ được thân rồi kiến thức của mẹ thì bây giờ là cha mẹ không có xá. Đây là phần làm lễ và hiện tại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không không. Hai chú đang hai chú đồng hành. Lại lại mọi người lại. Lại
Bà gì rung tay luôn, bà cũng rung tay luôn. Nhà trai nhà gái chụp chung tấm hình làm kỷ niệm. Chủ hôn nhà trai xin mời ông Nguyễn Văn Lớn và bà Dương Thị Men. Xin trân trọng kính mời chủ hôn nhà gái, đó là ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Đào cùng chú rể Tiến Khanh, cô dâu Trang Thanh. Giờ đây chúng ta cùng tiến về phía trước cổng hoa để chúng ta chuẩn bị. Phu thê mẹ cha đã định em về với anh, đâu rồi ở tiệm mỏ xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Kính thưa tất cả quý vị, nghi thức lễ ra mắt tân hôn của chú rể Nguyễn Tứ Khanh sánh vai cùng cô dâu Nguyễn Thị Trang Thanh do tiệc cưới Thanh Nhàn, chúng tôi xin phép được bắt đầu. Toàn thể quý quan viên hay họ, toàn thể kịch quý, đành để chút thời gian ví bảo về đây chung vui chúc mừng ngày hạnh phúc của chú rể Tấn Khanh sánh vai cùng cô dâu Trang Thanh. Vâng, chờ thay mặt cho gia đình xin gửi đến tất cả quý vị tràn đầy hạnh phúc, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, kẻ gái yêu nhau càng thêm thắm nồng, chúc lễ tơ hồng thành công tốt đẹp. Kính tình yêu hôn nhân đó là một sự việc trọng đại mang hạnh phúc lớn lao của đời người. Đó là niềm ước mơ hoài bão niềm khát khao nhất của đôi lứa yêu nhau. Ngày đêm mong ước chờ đợi, chạy bao tháng đợi năm chờ, nhưng ước mơ chung đôi đến ngày hôm nay đã thành sự thật của chú rể Tấn Khanh và cô dâu Trang Thanh. Kính thưa tất cả quý vị, từ tình yêu đi đến hôn nhân, chú rể Tấn Khanh, cô dâu Trang Thanh, hai bạn chúng ta đã trải qua những năm tháng tìm hiểu nhau, yêu nhau, và hai bạn chúng ta đã chính thức chinh phục được tình yêu đôi lứa, chinh phục được sự thương của ông bà, cha mẹ, họ tộc hai bên. Và ngày hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của gia đình chủ hôn nhà trai, đó là ông Nguyễn Văn Lớn, bà Dương Thị Men. Gia đình chủ hôn nhà gái đó là ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Đào, cho hai bạn chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc. Và chúc phúc gia đình nhất tại đây, vâng, trường sẽ mời tất cả quý vị quý quan viên họ, chúng ta cùng bước mắt về phía trước cổng hoa. Chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật to và thật dài để chào đón đôi tân lang và tân giai nhân. Tất cả quý vị, chú rể Tấn Khanh của đôi Trang Thanh
đang tay trong tay trong trang phục lộng lẫy nhất của đời người đang tiến về phía cầu hoa, trong vòng tay đón chào chúc mừng của tất cả quý vị đoàn viên ngày hò. Tay anh nắm lấy tay em, cùng nhau bước đến con đường tình yêu. Kính thưa tất cả quý vị, người Việt Nam chúng ta cũng có câu nói rằng có người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới có biển cả sông sâu. Và chúc mừng con người chúng ta đều có tổ tiên, ông bà già, cha mẹ. Và trong ngày vui tân hôm nay thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến những lãnh sinh thành dường dục. Dầu biết rằng cứ vợ gà chồng đó là trách nhiệm một phần bậc làm cha làm mẹ dành tặng cho con cái. Và bác trường thay mặt cho tiệc cưới thanh nhang, xin trân trọng kính mời đến đại diện chủ hôn nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lớn và bà Dương Thị Men. Và xin tất cả quý vị chúng ta cùng cho một tràng khoát tay thật lớn thật dài để chào đón đến đại diện chủ hôn nhà trai. Các thầy cùng với gia đình chủ hôn nhà trai, bác trường xin trân trọng kính mời đến đại diện chủ hôn nhà gái. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Đào. Và xin tất cả quý vị chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn thật là dài để chào đón đến đại diện chủ hôn nhà gái. Hôm nay xung hợp chúc mày tình trong một khắc nghệ dài trăm năm. Đại diện chủ hôn nhà trai đó là ông Nguyễn Văn Lớn và bà Dương Thị Men. Gia đình chủ hôn nhà gái là ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Đào cùng chú rể Nguyễn Thứ Khanh, cô dâu Nguyễn Thị Trang Thanh. Xin cúi đầu chào đến tất cả vị vị quỷ quan vị họ bằng lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào trân trọng nhất. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay chúc mừng của tất cả quý vị quỷ quan viên họ rất là nhiều. Cứ thưa định tất cả quý vị, hiện giờ đại khẩu về đây của chúng tôi đó là gia đình chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái, chú rể Tửng Khanh, cô dâu Trang Thanh là những người rất hạnh phúc cho ngày vui. Cứ thưa định tất cả quý vị, trong ngày vui hạnh phúc như thế này, hai gia đình chủ hôn của chúng tôi rất xúc động, không thể nào nói trọn lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Thì văn trường mượn lời đến gia đình chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái, cảm ơn những tấm chân tình rất là bí báo của tất cả vị quý đã không ngay đường xá xa xôi về đây chúc mừng ngày tân hôn chú rể Tửng Khanh sánh vai cùng cô dâu Trang Thanh. Và đặc biệt bên họ nhà gái chúng ta là để chúc thời gian đưa cô dâu về nhà chồng. Thì bác trường thay mặt cho hai gia đình chủ hôn cũng kính chúc tất cả quý vị quý họ nhà gái chúng ta có một ngày tràn đầy những niềm vui và dùng với gia đình chủ hôn nhà trai một buổi tiệc ngon miệng. Trong lúc chiêu đài nhà trai chúng tôi chiêu đài có điều chi xa xót thì mong quý vị quý họ nhà gái chúng ta cùng bỏ qua cho gia đình. Và đến với tiệc khai rượu ngày hôm nay thì chúng ta cũng có ba phần. Phần thứ nhất là phần khai rượu, phần thứ hai là phần mời rượu và phần thứ ba là phần cắt bánh. Vậy nên bác trời xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến thức đầu tiên, đó là cái thức khai rượu. Đến tất cả quý vị khách quý. Giờ đây bác trường xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ mắc về đáp lê để chia sẻ niềm hạnh phúc nhất của chú rể Tửng Khanh, cô dâu Trang Thanh cho ngày hạnh phúc. Hạnh phúc đến với Tửng Khanh, Trang Thanh khi ngày hôm nay nhưng nụ cười đang nở trên môi của hai bạn chứng minh rằng tình yêu của Tửng Khanh, Trang Thanh bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất. Em là một nửa đời anh, anh là một nửa đời em. Tuy hai mà một, trọn đời có nhau. Có trầu thì không thể thiếu cao, cho môi anh thắm, cho tình anh say, cho tình yêu đẹp hôm nay. Sắc hoa màu cưới đẹp tình lửa đôi. Tình yêu bắt đầu với Tửng Khanh, Trang Thanh với ánh mắt đầu tiên khi bạn chúng ta gặp nhau. Chủ đề Tửng Khanh về ao ước cho mình rằng ước gì anh cưới được nàng để anh em rành bát vàng về xây.
sẽ dọc gọi lại xe ngang, xe hồ bản quyền để nàng rửa chân. Và từ đó, Tứ Khanh chân thành, hai bạn chúng ta đã chinh phục được tình yêu đôi lứa, chinh phục được sự thương của ông bà cha mẹ, và hai bạn chúng ta đã đi đến con đường hạnh phúc nhất của tình yêu, đó là hôn nhân hạnh phúc gia đình. Và xin tất cả quý vị, chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chúc mừng. Vâng quý vị rất nhiều, kính thưa tất cả quý vị, sự cao cả mà cha mẹ đã dành tặng cho con cái, chính vì vậy trong một nỗi làm người có câu nói rằng: ơn cha cao như đồng tải, tức mẹ hiền sâu từ biển khơi. Dù cho dân hết cuộc đời, không sao trả hết những người sinh ta. Chú rể Tứ Khanh của dâu Trần Thành được không lớn hạnh phúc như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn to lớn của cha và của mẹ. Và thế là phía kính, xin mời em cho cha mẹ những ly rượu hiểu cho ngày vui. Thế gian không ai thua con bằng mẹ, tân tạo cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đất biển mênh mông không đắp đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng phó phụ kính công cha. Vắng trời thay mặt cho chú rể Tứ Khanh của dâu Trang Thanh, xin các chồng kính mời đến hai mẹ hai cha, hãy uống hai điều rượu này trên lời chúc phúc của hai con gửi đến hai cha và hai mẹ. Cha mẹ hãy công nhận con Tứ Khanh là một chàng địa quỷ, Trang Thanh là một cô dâu hiền. Hai con hứa sẽ yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này để không bao phụ lòng cha mẹ. Quý vị ơi, và để cho tình thông gia chúng ta cũng uống càng đi đủ mời phúc đôi tân lang tân nương uống càng đi đủ giả bơi, thì bắt đầu xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng cỡ ly bia, ly nước, ly rượu, chúng ta cùng nâng thật cao và điểm thật cao quý vị, nâng thật cao, 1, 2, 3, giờ xin chúc cho tình thông gia của chúng ta thâm lại càng thâm và kết chặt cái mỗi tham gia để chúc kết cho chú rể Tứ Khanh của dâu Trang Thanh trong cái đường chinh phục hạnh phúc. Một mỗi tham gia chúng ta mãi mãi đoàn kết để chúng ta cùng kích chặt cái mỗi tham gia để cho đôi tân lang và tân nương đi đến bến bờ hạnh phúc. Thì bác trưởng xin mời hai vị thông gia chúng ta cùng sẽ tiến về phía trước để chúng ta cùng bắt tay nhau để chúng ta cùng kích chặt cái mỗi đoàn kết. Thay mặt cho gia đình chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái, xin chính thức cho chủ đề Tứ Khanh cô dâu Trang Thanh chúng ta được nên duyên chồng vợ, và xin hai vị chúng ta cùng nhau bắt tay đây ạ. Xin được chồng kính mời. Và quý vị, chúng ta cùng cho một tràng khoát tay thật lớn thật dài để chúc mừng. Vâng quý vị, rất là nhiều chị đã bắt chờ, xin mời hai vị thông gia chúng ta cùng nắm tay để chúng ta cùng trả cho bạn Tứ Khanh. Chị đã bắt chờ, xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến hành thứ 3, đó là thứ cắt bánh. Kính thưa quý vị, bánh tình yêu là tượng trưng tình yêu cao cả của hai bạn. Ông bà chúng ta thường nói thì tay bưng chìm mũi chấm rừng, rừng cay từ mũi mặn xin đừng quên nhau. Bánh tình bánh nghề em ơi, đón ta dựng mại sắc son trọn đời. Xin mời em chúng ta cùng nhau cắt bánh. Một cắt trăm năm tình duyên mạng, hai cắt phú quý giàu sang, ba cắt con cháu đầy đàn. Xin chúc tình yêu của Tứ Khanh Trang Thanh, xin chúc các bạn được trăm năm tình duyên mạng, bạc đầu nghề phu thê. Chúc các bạn sống từ nay tới ngày sáu tháng bạc sống theo một phương châm: ngày nào cũng là vui vẻ, tuần nào cũng tuần trăng mật, tháng nào cũng tháng yêu đương, và năm nào cũng năm hạnh phúc. À, kính thưa quý vị, trong phần kết chương trình lễ ra mắt tân hôn khai trường ngày nay, thì đôi tân lang và tân gia nhân chúng ta cũng sẽ gửi tặng món quà tình yêu của tất cả quý vị. Thì giờ đây bác trường xin mời chú rể Tứ Khanh cô dâu Trang Thanh, chúng ta sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn cũng như là một món quà tình yêu của tất cả quý vị, cũng như là kỷ niệm cho ngày cưới. Thì chúng ta cùng vỗ tay thật to và cầu điểm thật lớn được không quý vị? Vỗ tay thật to, 1, 2, 3, nụ hôn bắt đầu. Kính thưa đến tất cả quý vị khách quý, nụ hôn rất là ngọt ngào yêu thương của chú rể Tứ Khanh dành tặng cho cô dâu Trang Thanh cũng đã khép lại nghi thức lễ ra mắt ngày hôm nay.
thì bác Trường cũng thay mặt cho tiệc cưới Thanh Nhàn, âm thanh ánh sáng Thanh Cao xin chúc cho bạn được trăm năm tình viên mạng, bắt đầu nghề phu thê. Và chúc quý vị quý chúng ta có một buổi tiệc thành là con miền và có một ngày tràn đầy những niềm vui. Với một ca khúc được mang tên Hạnh Phúc Trăm Năm, và xin tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe. À, chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc thành con miền nha, và có một chương trình văn nghệ thành vui tươi. Trong ngóng đến ngày về làm giàu ba má anh,
sống vui mỗi ngày. Anh sẽ theo em về làm dâu như cây. Má anh khoái em rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai hiền, em là gái hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Lại anh nói nghe nè, anh thương em lắm đó mình ơi. Thôi mình sẽ cái phận bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹt ai nói mà không được. Như anh nè lấy anh hôn chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành xe hoa váy cưới rồi dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng này là nhẫn cưới gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối tên chúng mình có cả ngày thành đôi tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi chọn ra ngày thành hôn của đôi ta cùng chủ bá chờ làm gì chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình xịt quá thì có em lo đám cưới tung nhập chàng lạc trên sân dưới vui ba má hai bên đừng chúc nhau nhàn về là về bên nhau băng qua cánh đồng xanh chất chứa tình đẹp trong một đời dành cho em mà để làm dâu như tay quên hết lâu lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dâu như tay má khói em rồi anh không lấy em anh làm sao. Anh là trai mình em là gái hiền ngoan hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm thương thì nói là thương lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Về làm dâu như tay quên hết lâu rồi ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu như tay má anh khói em rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai như vậy, em là gái hiền ngoan hai ta sống bên nhau quên hết tao buồn phiền. Người miền Tây thì tình lắm thương thì nói là thương lại em nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Cảm ơn cô chú hết cả lắng nghe hỏi vợ ngoại thành chúc tân hôn là trăm năm hạnh phúc. Thương thì đông quê, phân chiều vàng tay ta kéo.
cảm ơn tiếng hát của anh Kèo rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình nghệ giao lưu thì hôm nay thì Văn Trường xin mời tiếng hát của người đẹp, đó là cô dâu phụ. À, xin mời cô dâu phụ ạ. Đây là cô dâu phụ bước lên sấu, ca bài trước ca hát được, cảm ơn tên, ca trước viết sau. Chú đi phụ trốn rồi, không lên hát gì không? Đăng ký rồi, lo, anh sản xuất lo kéo. Biết mà.